Quang Linh Vlog nhờ Lindo tỏ tình, Linh yêu tiên, lỡ nói một câu liền rửa sai vì sợ bị giận. Trong buổi trò chuyện mới đây, Quang Linh Vlog khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi có nhiều khoảnh khắc ẩn ý đến Thùy Tiên. Không chỉ gây sốt với câu nói Linh thích tiên, Linh yêu tiên, Quang Linh còn có động thái sửa sai vì lỡ mồm và đặc biệt là tiết lộ sẽ sớm livestream tiếp với Thùy Tiên. Tối ngày 25 tháng 11, Quang Linh Vlog trở thành tâm điểm chú ý khi có buổi livestream bán hàng gây quỹ từ thiện cùng chàng trai Lindo. Đáng nói, dù không hề góp mặt trong buổi trò chuyện này, thế nhưng Thùy Tiên lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cụ thể, người hâm mộ liên tục lan truyền khoảnh khắc Quang Linh Vlog mượn lời Lindo để tỏ tình Thùy Tiên. Theo đó, khi đang livestream, nam YouTuber đi ra ngoài và dặn dò người bạn Lindo của mình những câu không được đọc và không được nói ra. Quang Linh chỉ vào những câu hạn chế trên màn hình và dặn dò, nhớ không được đọc những câu này nhé, lỡ mồm là toang là mất kênh đấy. Những câu ví dụ như mà Linh yêu ai đó hay gì đó thì nhớ đừng có đọc. Ngay lập tức, rất nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận Linh yêu tiên để trêu chọc anh và Thùy Tiên. Dù dặn dò kỹ lưỡng là vậy, thế nhưng sau khi quay lại livestream, Quang Linh đã bất ngờ hỏi Lindo rằng nãy giờ mọi người hỏi những gì rồi. Trước câu hỏi của Quang Linh, chàng trai người châu Phi đã thật thà trả lời. Nãy giờ mọi người liên tục hỏi, Linh thích tiên, Linh yêu tiên à. Quang Linh Vlog sau đó đã cười ngại ngùng và chặn người bạn của mình tiếp tục nói. Ngoài ra, trong buổi livestream, người hâm mộ cũng soi được một chi tiết vô cùng đáng nghi. Theo đó, khi đang giới thiệu thương hiệu nước hoa của Thùy Tiên, Quang Linh Vlog cho biết hiện chỉ còn mùi nam và nói, mùi nữ khi được chuyển sang mình đã cho mấy em gái hết rồi. Anh chàng đã ngay lập tức có biểu cảm ngỡ ngàng trước pha lỡ mồm của mình và vội sửa sai. À đâu, cho vợ Lindo hết rồi chứ. Vua người yêu lý tưởng của Thùy Tiên sau đó liên tục cười ngại ngùng và nói, quên, lỡ mồm mất. Trước pha thảy mồm của Quang Linh, người hâm mộ đã được ven nghi vấn có phải anh chàng đang sợ Thùy Tiên giận dỗi. Đây không phải là lần đầu tiên fan của cặp đôi soi ra chi tiết đáng ngờ về việc nam YouTuber bị ai đó giận. Trước đó, một người bạn trong tên Châu Phi cũng bất ngờ đăng tải đoạn clip ăn uống cùng Quang Linh Vlog và viết, lạc quan lên em ơi, anh cũng bị vợ giận suốt ý mà. Người bạn này sau đó cũng tương tác với bình luận của một cư dân mạng, cho chừa cái tội đi khen gái mà không khen chính thức. Nhiều người sau đó bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân và đặt ra nghi vấn anh chàng đã bị Thùy Tiên giận dỗi vì khen gái lạ. Theo đó, Quang Linh trước đó đã dành lời khen cho một khách hàng nữ mặc áo của shop mình. Ngay sau khi được cho là đã bị giận, Quang Linh bất ngờ thả icon mặt buồn vào bình luận của khách nữ này như một động thái làm hòa với ai đó. Một điều khiến người hâm mộ rất vui mừng nữa đó chính là trong buổi livestream lần này, Quang Linh Vlog cho biết sau khi bán xong đợt hàng này và đến hạn gây quỹ xây dựng cho trẻ em vùng cao, anh và Thùy Tiên sẽ tiếp tục có một buổi livestream cùng nhau. Quang Linh cười ngại ngùng nói, mọi người giúp mình nhé, để khi nào bán xong hết mình sẽ lên PK tiếp. Khi nào kết thúc xong hết đợt gây quỹ này, mình và Tiên sẽ lên livestream tiếp để nói về dự án xây trường học cho các em nhỏ. Hợp tác chung với những phản ứng hóa học ngoài mong muốn, Quang Linh Vlog và Thùy Tiên nhanh chóng được đẩy thuyền với những hành động vừa tinh tế vừa lầy lội từ phía người hâm mộ. Vừa qua, cặp đôi đã không ngừng khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tổ chức một buổi livestream chung trên nền tảng TikTok để gây quỹ từ thiện. Cũng đã một khoảng thời gian khá lâu cả hai mới xuất hiện cùng nhau trước công chúng như thế này, kể từ sau chuyến thiện nguyện tại Angola, vậy nên người hâm mộ đã thức trắng đêm khi chứng kiến những khoảnh khắc hài hước của cặp đôi. Từ đó đến nay, Quang Linh Vlog và Thùy Tiên liên tục bị cư dân mạng soi ra bằng chứng hẹn hò. Mặc dù Thùy Tiên luôn khẳng định cô và Quang Linh Vlog chỉ là bạn bè nhưng lại liên tục lộ nhiều khoảnh khắc tình tứ ngại ngùng với nhau, Quang Linh đã thổ lộ rằng anh vui đến mất ngủ khi biết được Thùy Tiên chọn mình là hình mẫu lý tưởng. Hai người còn có màn trao đổi avatar dùng ảnh đại diện là hình đối phương, trong khi Thùy Tiên chỉ sau đúng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ là đổi về hình bản thân thì Quang Linh lại chờ cả tuần mới thay đổi, càng làm khán giả tin rằng anh có tình cảm đặc biệt dành cho nàng hậu. Thời gian tới, Quang Linh và Thùy Tiên sẽ sớm được hội ngộ cùng nhau tại Việt Nam.